Chứng ngắt cái đầu. Vậy là anh mới đi đường bờ kinh vô hả? Ừ. Cò để dép á. Đi. Đi máy anh em mình tới luôn đi. Đấy vừa chạy vừa bắn cò trắng nha anh em. Để quá vừa. Ủa mới bắn rớt đi tôi xuống lượm. Cái. Đừng có lắc. Chậm. Trời ơi. Trời. Ôm hai vô luôn kìa. Rớt cả lại ơi. Phê. Rớt nè. Coi giùm đó. Từ từ. Kè xuống kìa. Phê. Rớt nó xuống là nằm luôn đó lại. Má xa dữ trời. Rồi, má xà hai cánh luôn. Lết. Lại đang thay thun lấy ná mình bắn luôn anh em. Ê. Trời ơi, má sượt cái cỏ anh em ơi. Đâu rồi? Về ăn cơm nè. Về ăn cơm nè. Ê, về ăn cơm nè. Quá lẻ rồi. Quá thì duyên rồi. Nhỏ mà mập nha anh em. Con này bé. Hay quá lại ơi. Ha té luôn anh em. Ô, có trắng nha anh em. Ê! Quá tuyệt vời anh em ơi. Rồi tới chút nó ngon. Rồi. Cất. Lại rớt anh em ơi. Tay tôi qua cho. Từ từ. Cái con cò nó cái nó lại. Rồi. Thôi lụm luôn. Thôi đi. Thôi. Được. Rớt nữa anh em ơi.
đâu vậy? Trời ơi, đi đâu vậy? Đứng lại nè. Trời ơi, vậy mà không sụm nữa anh em. Rồi, xong, xong, xong. Còn nữa nha anh em. Lợi hạ nha anh em. Lợi bắn hay quá anh em ơi. Gãy chốt cánh nè. Gãy chốt cánh bay không được. Quá này quá khứ rồi, tiếp tục anh em ơi. Em à, nãy giờ trở lại bắn cò không anh em, tới mình cái lại chừa cu cho mình bắn anh em. Chán dữ trời. Lắc. Đi nạn đi. À, dữ trời. Con nó sức đầu quá thức. Sẵn rồi. Thấy bem bem ngay cổ gì mà. Đầu. Xuống xuống anh em ơi. Lại hạ cò nha anh em. Nay làm tài cho lại không thất vọng rồi. Bội nữa ba. Gì nãy thấy giống ngày chẳng ba hay vậy á. Cái anh biết sao cũng như em gửi ở bên cái em gửi hàng ở bên Spur thì ở Chị Linh nó sẽ đem. Ủa, bận nha anh em. Chính của trung tâm ở Sài Gòn và nó sẽ phân phát ra tiếp tục anh em ơi. Tỉnh cái tỉnh. Thành quả hồi sáng giờ của mình với Lợi Vlog đi bắn nè anh em. Hai con cò bự, bốn con cò trắng. Lợi bắn đó nha anh em. Nay mình làm tài cho Lợi. Nay Lợi bắn qua bắn. Bây giờ giờ mình vô điểm mình bắn cò ngủ nha anh em. Sạc xuống mình bắn mình có điểm rồi anh em. Chờ xem tiếp nha. Đâm lũng dép luôn rồi. Được không? Chừng dướng nha. Chừng dướng nha. Ê, dò bên đây. Rồi phóng. Ê, đâu đi cưng? Chờ anh vô đi. Nó leo gọn gàng. Rồi. Tới điểm anh em ơi. Mình chia ra mỗi đứa một góc. Mở nó một góc, chiều nó ngủ. Trời. Ủa cái da con rắn nè. Á à, dập bự lắm á, hả vui. Hụt xuống nữa nè. Trời ơi quá im luôn. Đây. Mở thằng góc đi. Nó sẹt xuống mình đóng, Đang giờ đỡ ba anh em rồi. Vô điểm mình à. Mua trứng mua nước vô mình lót bụng cái mình dứt mà yếu quá nóng trong thời gian chờ đợi nữa. Nóng hỏi là vui dối mệt em nè. Trứng bán 6.000 trứng mất dưới trời. Mình có 4-5.000 6.000 trứng á thì mày 4-5.000. Đang đói ăn ngon dưới trời.
nên tôi nghe là bắn mấy pha hiểm hiểm không. Rồi bà. Rồi sao dối ngày mai có chạy lên chơi không? À, mũi cắn quá anh em ơi. Mũi kích gì nè. Này dù chuối nha anh em. Này cò bợ về nhiều lắm anh em. Mình vào đây mình kích nó. Lại ở mé bên kia, nãy dối mé bên kia nữa anh em. Ở sau lưng mình là nguyên dù chuối. Mà lại nghe lại nói là nó đáp khúc này nhiều anh em. Nên mình ngồi đây mình kích. Anh em chờ xem nha. Mới hạ bển con anh em. Nó rất còn dính đó nè. Đáp vô tôi không thấy, tôi không có bấm cam kịp cho anh em xem. Rớt con anh lại. Hay quá. Để đi, để điên lát lụm. Bắn xong đi lụm. Đó rớt rồi đó anh em. Kìa. Rồi, tiếp tục ngồi chờ nữa anh em ơi. Anh em ơi. Dính chảnh luôn rồi lại ơi. Hai viên anh em. Rớt anh em ơi. Anh em thấy không? Giờ tối anh em thông cảm nha. Có cam quay không thấy anh em ơi. Rớt. Rớt. Rồi, đó nha anh em. Chúc mình lượm anh em ơi. Đi lượm ngon cái anh em ơi. Để lát tối không thấy đường lượm anh em ơi. Bây giờ chắc quay chắc mấy anh em chắc hết thấy rồi quá. Tối rồi anh em thông cảm. Đây, nó đây anh em ơi. Quá trời nó mập anh em ơi. Nhảy cổ anh em, viên đầu tiên nhảy cổ. Chết tốt luôn anh em. Đây. Hai con anh em. Mình vô điểm cò mình bắn được hai con, lại một con rớt ở đây mà giờ quay lại kiếm không thấy anh em ơi. Hai con này với sáu con kia là anh em mình ngày nay được 8 con nha anh em. Bây giờ tối anh em mình cũng về. Đây rừng rậm không, mũi cắn quá anh em. Anh em có thích video của mình thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Cảm ơn anh em nha.